hồ tro cốt bị vứt xó ở chùa kỳ quang hay giáo hội phật giáo lên tiếng Chủ trì chùa kỳ quang hay xin lỗi phật tử người dân trong thời gian sớm nhất nhà chùa sẽ thu xếp để xác định danh tanh các hủ tro thượng tọa thích đức thiền nói trả lời phong viên tối ngày 3 tháng 9, thượng tọa thích đức thiền tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam cho biết giáo hội đã làm việc với sư trụ trì thích thiện chiếu chùa kỳ quang hay quận gò vấp Thành Chí Minh trụ trì của chùa đã xin lỗi Phật tử, người dân. Trong thời gian sớm nhất, nhà chùa sẽ thu xếp kể cả phải thử ADN để xác định danh tánh các hủ tro, Thượng tọa Thích Đức Hiền nói. Bên cạnh đó, trong ngày mai, giáo hội sẽ có văn bản gửi cho ban trị sự các tỉnh, thành phố để kiểm tra lại việc quản lý tro cố ở chùa sao cho trang nghiêm. Khi được hỏi về quy định hướng dẫn việc gửi tro cốt vào chùa, đại diện giáo hội cho rằng đây là vấn đề đổ sơn tại chùa là việc đương nhiên, mỗi chùa có đặc thù riêng nên không thể đưa ra quy định chung. Tinh thần chung của giáo hội là khuyên khích hỏa táng và để tro cốt trong tháp cốt, Thượng tòa Thích Đức Thiện cho biết. Chiều ngày 2 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện bài viết bày tỏ sự bức xúc và tên trạng các hũ tro cốt bị vứt lăn lóc, thất lạc bản tên tại chùa Kỳ Quang Hay hôm sau hàng chục người từ các nơi đến ngôi chùa này mong tìm được đúng tro cốt người thân đại diện chùa cho biết một số hồ cốt bị dịch chuyển rơi bản tên trong quá trình công nhận xịt nước tu sửa tháp cốt một số người không nhận diện được tro cốt của người thân nên gào khóc họ không đồng ý nguyên nhân mất bản tên tro cốt với lý do nhà chùa đưa ra